Đại lý dụng cụ nuôi ong An Thịnh đây xin chào toàn thể các bác đam mê nuôi ong vật trên toàn quốc. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái khung cầu bên nhà em. Thì hiện tại thì các bác lên mạng thì cũng thấy là cũng có rất là nhiều những đơn vị đang cung cấp cái dịch vụ dụng cụ nuôi ong này, các đại lý. Đấy, nhưng mà em vẫn tự hào là nhà em đang phục vụ các bác miễn phí về cái bắn ghim. Đấy. Em cũng không ít khi theo dõi các số lắm, nhưng mà nhà em thì vẫn đang phục vụ cho các bác cái bắn linh kim này làm miễn phí. Ví dụ như là một cái khung cầu mà khi chuyển về là sẽ chưa có khung như này, nhưng sau khi trước khi nhà em đóng đi thì nhà em sẽ đóng thêm cái đinh ghim vào đây rồi. Bắn thêm cái đinh ghim vào đây thì với cái việc bắn ghim như này nhé, nó sẽ giúp cho các bác là kéo dây thép không bị lún dây vào trong cái gỗ này, cho nên là kéo dây thép lúc nào nó cũng căng, đảm bảo cái cùng cái khi mà các bác mà dán cái chân tầng vào ấy là nó không bị cong, nó không bị tức là bị trùng dây thép, thì nó sẽ làm cái cầu tầng sau này nó bị dễ bị hỏng hơn khi mà quay mật. Còn bên cạnh đấy thì nhà em có cả cầu kế, thì với một cái cầu khung cầu như này mà đóng bắn như thế này đi thì giá nhà em đang bán cho các bác là 7.500 đồng hay 7.000 thôi các bác ơi, 7.000 thôi, giảm được 500 đồng. Lúc trước là 7.500 đồng, bây giờ là chỉ còn 7.000 thôi, đã rẻ hơn được 500 rồi. Đây là các bác nhanh tay đặt cầu bên nhà em đi. Còn giới thiệu cho các bác là cầu kế. Cầu kế thì hiện nay đang giá rẻ nhất là bao nhiêu? Cầu kế cũng thế. Cầu kế cũng là 7.000 trong một khung cầu kế. Đây, cầu nuôi bác nào muốn lấy kế thì nuôi cầu như này. Thế còn về chất liệu gỗ nhé. Chất liệu gỗ thì gỗ nhà em là đóng bằng, có lô thì đóng bằng gỗ keo, có lô đóng bằng gỗ xoan, nhưng lô này thì đóng cả bằng cái đũa ở bên dưới, xà bên dưới thì là đóng bằng gỗ xoan, còn là xung quanh đây đóng bằng gỗ keo. Gỗ này thì là để gỗ khô để đóng thì nó không bao giờ bị mo, nó không bị cong vênh. Còn nếu mà bị tươi ấy, là mà về sau cái này này nó sẽ bị mo lên, nhìn nó hỏng mất cái cầu ong của bác, cho nên là bán một cái dụng cụ nuôi ong, một cái cầu ong như này thôi nó chỉ có 7.000 đồng thôi, nhưng mà cũng vẫn phải làm rất là cẩn thận cho các bác, chứ không đến lúc mà mình đã chót vào cầu rồi, mình chót vào chân tầng rồi, đến lúc nó hỏng mất cái cầu thì rất là lãng phí. Cho nên cái cầu ong nó rẻ thì rẻ thật, nhưng mà cũng vẫn phải rất là chất lượng. Thì bên nhà em vẫn đang cung cấp cái cầu này cho các bác rất là chất lượng. Thế còn về thùng ong đây ạ, thùng ong thì nhà em vẫn cung cấp cái thùng ong này cho các bác trong mùa giải năm 2024. Đây là size thùng 30, đây là size thùng 30 thì em đang gửi đến cho các bác là giá là 240.000 cho những cái mẫu thùng đẹp như này, chất lượng như này. Thế còn rất là nhiều các cái vật tư nuôi ong cần thiết khác để mà các bác có thể tham khảo cũng như là đặt hàng trực tiếp. Shop nhà em thì địa chỉ ở tại Tân Yên, Bắc Giang. Bác nào mà đang quan tâm hoặc là có nhu cầu ở gần thì có thể đến tận nhà để xem sản phẩm trực tiếp. Ở xa thì mình có thể là xem qua video như này. Bên em sẽ ship hàng qua bên vận chuyển, một là bên bưu điện, hai bên Viettel sẽ chuyển hàng đến tận nơi cho các bác với những cái vật tư nuôi ong cần thiết như ở đây. Thì các bác cũng có thể thấy là nhà em có rất nhiều các thứ khác ở đây. Đấy, nhà em có thêm là dao này. Đây là dao cắt mật trong cái mùa cắt mật này nhé. Nhà em cũng có thêm là bình xịt khói này. Ok chưa? Nhà em có thêm là máng để cho ong ăn trong cái mùa mà các bác khai thác này. Còn mùa các bác dưỡng ong này, còn bây giờ mùa đang khai thác. Mùa đang khai thác thì các bác sẽ mua thùng quay mật, thì đây là thùng quay mật. Phấn này, rọ nhốt chúa nò xo này, các kiểu đều rất là đầy đủ. Bác nào mà đang có nhu cầu mua về những cái vật tư nuôi ong thì alo trực tiếp cho em số điện thoại em để ở hai bên này nhá. Một ở bên này, hai bên này hoặc là ba bên này. Alo trực tiếp cho bên em để nhận được bảng báo giá, cũng như là giới thiệu thêm về những sản phẩm các bác quan tâm. Xin chào các bác.